Chuyển sang những cập nhật về thời tiết, miền Tây vào mùa khô rồi. Hôm nay thì trời có nóng lắm hay không chị Hồng Quyên? Xin chào quý vị khán giả của miền Tây hôm nay. Mùa khô nắng mạnh, thời gian nắng trong ngày cũng kéo dài hơn nên khá nóng ạ. Sau buổi sáng nắng sớm đến trưa và chiều thì người dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ cảm nhận rõ cái nóng khi mà nhiệt độ hầu khắp các thành phố lên ngưỡng là 32 đến 33 độ C, thậm chí là tại Châu Đốc còn lên tới ngưỡng là 34 độ C. Tại thành phố Cần Thơ, ngày hôm nay thì trời cũng sẽ có nắng mạnh làm cho nhiệt độ tăng nhanh. Quan sát trên biểu đồ nhiệt, quý vị có thể thấy từ lúc 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng, nhiệt có thể tăng lên khoảng 5 đến 6 độ C, vào lúc 10 giờ là 30 độ C. Từ lúc 13 cho tới 16 giờ chiều, đây là khoảng thời gian mà nhiệt độ lên cao nhất ngày, khoảng từ 32 đến 33 độ C. Chiều tối thì không khí mới bắt đầu có phần dễ chịu hơn. Trời nắng nhiều và nóng hơn thì nhu cầu sử dụng điều hòa hay là máy lạnh cũng sẽ tăng cao. Tuy nhiên, điều hòa cũng là nguyên nhân dễ gây ra các bệnh về đường hô hấp ở trẻ nếu mà chúng ta sử dụng không đúng cách. Vì thế, các chuyên gia khuyến cáo hãy chọn mức nhiệt độ và độ ẩm thật phù hợp, không nên bật điều hòa cả ngày. Và đồng thời thì nên mở các cửa ở trong phòng nếu có và hãy sử dụng quạt để thổi những khí tù động ở trong phòng ra bên ngoài và đón ánh nắng vào phòng. Tránh để việc thay đổi môi trường đột ngột thì quý vị hãy nhớ quy tắc. Đó là quy tắc 3 phút. Khi mà chúng ta ra và vào phòng thì hãy mở cửa phòng để cho trẻ có thể quen dần với sự thay đổi của không khí. Không riêng gì trên đất liền mà ngay cả thành phố đảo Phú Quốc ngày hôm nay thì trời cũng sẽ có nắng mạnh và nóng hơn khi mà nhiệt độ có thể lên tới ngưỡng là 33 độ C. Thời gian nóng nhất là khoảng từ 12 giờ cho tới 3 giờ chiều ngày hôm nay. Sau đó về lúc chiều tối có thể xuất hiện mưa rào nhẹ thoáng qua, hầu như là ít ảnh hưởng tới các hoạt động ngoài trời. Tàu thuyền mà ra vào đảo Phú Quốc cũng như là ở Nam Du và Thổ Chu hầu như là ít gặp trở ngại bởi vì trời có nắng, gió khoảng cấp 4, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Còn ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau thì lưu ý có thể mưa dông rải rác kèm theo lốc xoáy nguy hiểm và gió còn mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.